Xin chào quý vị và các bạn. Do sự xuất hiện của hình thế hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên thời tiết miền Bắc có phần nhiều mây hơn. Mưa rào rải rác có thể xuất hiện về đêm và sáng. Ngày mai và ban ngày tạnh giáo, có nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo nhiệt độ sẽ gia tăng từ ngày 16 tháng 8. Tại Trung Bộ, với các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Trị, trong 3 ngày tới, trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Vùng núi phía Tây có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Với các khu vực còn lại, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển vào, nên mưa rào rải rác có thể xuất hiện về chiều tối, ban ngày trời nắng. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới sự ảnh hưởng của đới gió Tây Nam tầng thấp, trên cao là hoạt động của đới gió đông từ biển dịch chuyển vào. Trong 1 đến 2 ngày tới, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện đều về chiều tối và tập trung nhiều hơn tại khu vực Tây Nguyên, cục bộ có điểm mưa vừa. Ban ngày trời có nắng gián đoạn nhưng nhiệt độ cũng sẽ không quá cao, vào khoảng 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Từ ngày 17 mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông nam đến nam ở cường độ cấp 3 đến cấp 4. Khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác tăng lên từ ngày 17, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa duy trì gió tây nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Tàu thuyền khi lưu thông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.